Hoàng ơi, bây giờ mua RAM như thế nào thì hợp lý nhỉ? Em cũng không biết nữa, nhưng mà chúng ta... Đó là một phần mở đầu vào phần tư vấn thứ 8 của chúng mình, đó là tư vấn... Mua RAM chị ạ. Ừ. Vâng. Còn cái gọi là cái gì, cái lời hứa của cái số lần trước của Hoàng hứa là cái gì nhỉ? Hướng dẫn cách để undervolt thì mình sẽ để vào trong chủ nhật anh em nhé. Để vào cái series hướng dẫn sử dụng một cái gì đó nhá, thì nó sẽ hợp lý hơn là series tư vấn. Đấy. Đúng rồi đấy. À, hôm nay chúng mình sẽ lựa chọn tư vấn RAM. Đúng rồi, tại vì ở trên đời nhá, có rất nhiều RAM. DDR, SDR, QDR, xong rồi DDR2, DDR3, DDR4, DDR5. Thì lựa chọn con RAM nào tốt, lựa chọn con RAM nào hay. Thì hôm nay chúng mình sẽ làm một video về gọi là những cái gì có ở trong một chiếc RAM để anh em lựa chọn, để anh em suy xét và có thể... Thực sự nhá, RAM rất là khó để chọn, nhưng mà nó có thể đưa ra một vài cái thông tin cơ bản để giúp anh em lựa chọn tốt hơn. Dễ dàng đưa ra lựa chọn đúng tốt hơn đúng không? Ok. Đầu tiên thì chúng ta nói về những cái đời RAM đi. Thì bây giờ nhá, chúng ta sẽ lựa chọn những chiếc RAM để phù hợp với, đầu tiên là chiếc mainboard của mình đúng không? Ví dụ như là main DDR4 thì chắc chắn là phải chọn RAM DDR4. Đúng rồi. Và DDR5 thì chọn RAM DDR5. Đấy, nói chung là phải tương thích với là chiếc mainboard. Rồi, hiện tại thì sau một vài cái sự cố mà chúng mình đã lựa chọn khi mà lắp trong livestream, mọi người cũng có thể nhìn thấy được. Đúng rồi. Đó là đa số bây giờ livestream bọn mình vẫn lựa chọn là RAM DDR4 bởi vì nó vẫn đang là tốt. Rẻ hơn này, hiệu năng tốt này. Giá thành hiệu năng ok này. Còn và... RAM 5 thì bây giờ nó đang kiểu... Và kiểu nó kiểu như là nó đã quá lâu rồi ấy, khiến cho không hề có vấn đề gì cả. Đa số không bao giờ gặp vấn đề gì ấy. Nghĩa nó hòa hợp với tất cả mọi thứ ấy, nó tương thích với tất cả mọi thứ. Còn RAM 5 bây giờ thứ nhất là đắt. Đắt. Thứ hai nữa là nó cái tính tương thích của nó cũng giống như Windows 11 ấy. Đúng rồi, kiểu ví dụ như nó còn mới, nó còn chưa tương thích hết được. Mainboard này nó hỗ trợ được, nhưng mainboard kia không hỗ trợ được. Xong rồi những mainboard một vài tính năng chỗ này thì không hỗ trợ, chỗ kia không hỗ trợ chứ. Thế nên là RAM 4 vẫn đang là một sự lựa chọn tốt và an toàn nhất hiện nay. Còn RAM 3 thì bây giờ vẫn còn dùng, vẫn còn có người sử dụng, nhưng mà chỉ là những cái loại kiểu bộ máy siêu cổ cũ thôi. Đấy, 4000 này, Intel 4000 này, Intel 3000 cái kiểu. Còn DDR2, DDR1 tự tử rồi, à bay màu rồi. Đấy. Nó đã bị gọi là khai tử rồi. Người ta gọi là cái gì? Chọn tự nhiên à? Không lên đời kiểu gì chả hết rồi, đúng không? Đấy là lựa chọn đời RAM cho anh em. Thứ hai là hãng RAM. Nhưng mà chị Vương nghe thấy hãng RAM chị Vương nghĩ cái gì? Đầu tiên nhá, nếu mà nghe hãng RAM mình sẽ nghĩ là G-Skill này, có xe này, rồi là HyperX này. Nếu anh em nghĩ thế, nhưng mà không phải thế nhá. Hãng RAM mình nói đấy là hãng làm chip RAM, tức là cái die của RAM ấy. Cũng đấy. Giống như kiểu là GPU VGA nhỉ? Thì nghĩa là ASUS nhưng mà thực ra cái công nghệ của GPU nó bên lại... trong là của NVIDIA, nằm bên trong là của AMD. Thì nằm bên trong một thanh RAM của G-Skill thì lại là cái chip RAM của Samsung anh em ạ. Đấy. Thì sẽ có các bảng chip ạ. Thì bên Samsung đúng không? Samsung thì họ sẽ có là Samsung B-Die này, E-Die này, sẽ có cả B-Die này. Còn Micron mà ở nhầm SK Hynix thì sẽ có là AFR với cả MFR. Còn Micron thì họ khá là kín tiếng về những cái chip của họ ấy. Họ dùng chip nào ấy. Thế nên là chúng mình khó mà có thể có được thông tin kỹ. Bởi vì nhá, mình đã còn cắm một thanh RAM có cái chip của Micron rồi ấy. Nhưng mà nó không có thông tin gì cả. Nó ghi là unknown cái gì ấy. Nó chỉ ghi là Micron thôi, chứ nó không ghi là kiểu chip dữ liệu bao nhiêu chứ như thế nào đâu. Kín tiếng lắm, kiểu nó nhỏ giữ trong nhà ấy. Thế nhưng mà bảng xếp hạng chị Phương có thể kể cho các bạn không? Bảng xếp hạng về hãng hai rồi anh. Vâng, tức là sắp xếp cái hãng đấy. Bảng xếp hạng đấy thì cái này là kiến thức của mình cũng tổng hợp ở trên những cái bài test, bởi vì thực tế là các bạn phải cầm RAM thì các bạn test thì mới biết được. Thì qua kiến thức tổng hợp thì chúng mình sẽ có một cái bảng xếp hạng như sau. Đầu tiên sẽ là Samsung B-Die, đầu tiên sẽ là top 1 này, sau đó đến Samsung E-Die là E-Die tiếng Việt đi. Rồi là Hynix AFR này. Đấy, sau đó lại đến Samsung B-Die. Rồi đến Hynix thì đấy, MFR và cuối cùng sẽ là S-Die của Samsung. Đúng rồi. Còn cái Micron thì như Hoàng nói là ít thông số nên là không thể khó có thể xếp hạng nó lắm. Đấy. Tại vì không biết là Micron là cái này dùng cái nào, cái này dùng cái kia. Thì nói chung là cứ đi với Samsung là tốt nhất rồi. Tại vì hai cái top đầu của các loại die RAM đúng không? Là của Samsung. Đấy. Đấy, B và E. Rồi, ok. Nói đến xếp hạng thì chúng ta có thể nghĩ từ tiếng Anh là từ rank. Nhưng mà ở trong RAM ấy, rank nó lại có một nghĩa khác. Rank nó là cách tức là kiểu xếp như thế nào. Sẽ có single rank và dual rank. Dual rank ví dụ như ở trên DDR4 đúng không, sẽ cho được là 128 bit, trong khi single rank chỉ cho được là 64 bit thôi. Thế. Gấp đôi luôn. Đấy. Gấp đôi luôn. Thế nó không phải là cái kiểu như là chạy đua channel hai thanh RAM thôi bạn nhé, mà là cái bản thân cái thanh RAM, của thanh RAM đúng rồi. Là sắp xếp là cái để rank như nào, để các chip nhớ như nào, để khiến cho nó thành dual rank.
cái này thì rất kiểu, là khó để có thể kiểu, biết. Ví dụ như kiểu là một cái main có hai thanh RAM, xong rồi đào hai khe RAM rồi cắm hai thanh RAM, xong một thanh RAM lại có thêm hai cái khe để chạy tui. Ví dụ như thay vì là ví dụ nó chỉ có thể lấy được từ một miếng, từ một miếng, từ một miếng, thì nó có thể lấy miếng này, lấy miếng này, lấy miếng này, lấy miếng này, liên tiếp được. Đấy, khiến cho nó tốc độ chuyển dữ liệu nhanh hơn và đạt một hiện năng cao hơn. Thế và điều đó sẽ khiến cho dual rank là một cái ok hơn rất là nhiều. Đấy, dual channel là một chuyện nhưng dual rank là một chuyện nữa nhá. Nhưng mà ấy, cái việc mà phân tích ra dual rank, single rank cực kỳ là khó luôn. Lại bởi vì sự kín tiếng của các hãng. Đúng rồi, kín tiếng các hãng bởi vì các hãng không biết mình, các hãng không biết là ôi dồi thằng này dùng single rank ấy, quê kiểu thế. Thế sẽ có một vài hãng không họ ghi là ví dụ như chẳng hạn là 1R8 này hoặc là 2R, 1R8 là single rank. Đấy, 2R8 thì là dual rank. Đấy, nhưng mà đa số các hãng thì họ không ghi. Thì cái này thì bắt buộc anh em phải tự tìm hiểu thôi, phải cầm vào thanh review RAM, hoặc là tự tìm hiểu. Tại vì ví dụ chẳng như là trên kênh Quick Review của chúng mình đúng không, thì bất kỳ thanh RAM là mình đụng vào mình đều test đầy đủ DDR4 nhá, tại vì mình không có bên DDR5 để test, mà DDR4 là mình cứ test luôn, test đầy đủ cho anh em luôn và sẽ biết rằng là ok các gọi là các XMP như nào này và sẽ có là dual rank hay là single rank anh em nhá. Nên là muốn tìm hiểu một chút thông tin thì hãy qua bên Quick Review. Tuy sản phẩm rất là ngắn gọn thôi, video rất là ngắn gọn thôi nhưng mà sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn những cái thông tin mà có thể cả nhà sản xuất cũng không đưa đến cho các bạn. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quan tâm đầu tiên nhá, chắc chắn là lúc các bạn mà cầm vào RAM, những người mà không chuyên người ta sẽ chỉ quan tâm đến burst là nhiều nhất này. Nhưng mà cái đấy lại cái thứ không quá quan trọng đâu, chị thực sự em đấy, nói thế. Có nghĩa là nếu mà những người không quá hiểu biết về công nghệ thì họ sẽ quan tâm đến burst hay là cái độ trễ, cái cache đúng không? Đúng đấy. Rồi. Tại vì mọi người phải hiểu nhá là ok, mọi người khi mà mọi người nghĩ tới việc RAM ấy là mọi người sẽ chỉ nghĩ tới burst và cache latency thôi. Nhưng mà khi mà mọi người xem những cái đánh giá và cái gì ấy, mà ví dụ chẳng cùng một thanh RAM nhá, single rank này cùng sử dụng BDI này mà kiểu chỉ chênh lệch về burst và cache latency khoảng tầm ví dụ như là 3000 với cả 2000 ấy, 3200 ấy, nó chênh lệch có 1 FPS. Đáng không? Không đến mức thế đúng không? Nói chung là tại vì những cái kỹ hơn thì rất là khó để tìm hiểu. Thế nên là những cái mà hãng đưa ra hầu hết dễ dàng nhất để chúng ta tìm hiểu đó là chính là burst và cache latency đúng không? Đấy. Thì như Hoàng nói là cái sự chênh lệch nó khá là nhỏ thôi. Nó sẽ tính ở cái đơn vị như nano giây chẳng hạn đúng không? Nhưng mà nó vẫn có cái sự khác biệt để về hiệu năng. Nhưng mà không phải là cứ burst cao hơn thì là cái hiệu năng cao hơn. Nó phụ thuộc vào cái độ cache của các bạn nữa. Thì Hoàng sau một vài gọi là cái tổng hợp những cái sản phẩm của chúng mình quick ở trên kênh Quick Review ấy, thì có một cái bảng tính là cái độ latency thực sự, tức là độ trễ thực sự của RAM, cache latency, nhưng mà nó không phải là latency đâu nhá, mà độ trễ thực sự nó sẽ có một công thức và mình sẽ để ở dưới là một cái bảng Excel những cái gọi là độ delay của thực sự của RAM anh em nhá. Cái này có cần giải thích ví dụ đi, cho các bạn một ví dụ như một con RAM burst 4400 chẳng hạn, về cache là 36 này, một con RAM cũng burst 4400 đấy nhưng mà cache là 23 thì chắc chắn là cái con mà có cái cache nhỏ hơn đấy thì nó sẽ cho hiệu năng tốt hơn, nó nhanh hơn về việc chạy data bởi vì trong cùng một cái lượng chuyển đổi, ví dụ như chuyển mà lại cần ít lần để phản hồi hơn thì chắc chắn là chúng ta sẽ được một delay nó hiệu năng tốt hơn đấy. Và nhưng mà đấy thì ví dụ chẳng hạn một kit 4000 mà so sánh với cả kit một kit 4400 CL36 so sánh với cả một kit 4000 CL28 thì chị nghĩ rằng là 4400 chắc chắn thắng nó lại khó bởi vì nó khác nhau đúng không? Ví dụ lúc nãy là mình cân là cùng một cái burst, sau đó mình chỉ cần so sánh cái CL thôi thì mình dễ hơn. Còn cái kia trong cái bảng của Hoàng nó sẽ có đầy đủ tất cả các loại luôn. Ví dụ bạn có thể thích bạn đối chiếu được cột với cả dòng thì bạn so sánh được cả những con khác burst và khác CL luôn. Nói chung là một cái phần rất là tâm huyết của Hoàng thì mọi người có thể tham khảo phần mô tả của video nhé. Còn nó có nhiều con RAM lắm nên là bọn mình không thể kể hết ra được ở trong cái video này. Và cũng đừng chọn RAM quá là cao tại vì sẽ có một cái mức kiểu nó bị ảnh hưởng ấy. Chẳng hạn như là với AMD đúng không? Thì khi mà đổi lên mức quá cao, lên quá 3600 em nhớ như thế thì sẽ phải đổi cái FLCK các kiểu, xong rồi cái ratio clock cái thứ rất là khó. Thế nên là chỉ chọn mức RAM, kit RAM vừa thôi. Đấy, với DDR4 thì khoảng tầm 3600 trở xuống là ok. Còn với DDR5 thì rơi vào khoảng tầm 4000. Hiện tại chưa có chuẩn tiêu chuẩn nào cả tại vì nó mới quá. Thì có cả 5000 cơ mà. 5000 có 6000 rồi mà. 6000 đi được tấp mà. Tại vì nói chung là cũng phải 1 hoặc 2 năm nữa thì mới bắt đầu có những cái thông tin kỹ càng hơn tại vì có nhiều kit RAM để test hơn. Đấy. Tại vì dần dần cái công nghệ ở DDR5 nó sẽ phát triển dần mà. Và bây giờ thì hiện tại chưa có đủ thông tin để có thể đánh giá được DDR5 một cách chuẩn xác nhất, kỹ càng nhất. Rồi. Ok. Tiếp theo nhỉ?
Vấn đề cuối cùng của trong một chiếc RAM mà mình nghĩ rằng các bạn nên reset đó chính là LED và tản nhiệt. Nhiều người mua RAM chỉ vì LED và tản nhiệt, nhưng mà mình cảm thấy rằng nó là cái thứ ảnh hưởng cuối cùng của một chiếc một chiếc RAM. Bởi vì nó ảnh hưởng đến hiệu năng khác. RAM nó tại cũng... vì chị nhớ nhá, nó chị thấy nó cả có hai kiểu, một kiểu trần là kiểu mỏng mỏng như này. Ừ, đúng rồi, một mỏng. Kiểu là đắp vào thôi đúng không? Vâng. Và kèm LED, LED thì sẽ là mỗi cái công nghệ LED, mỗi cái kiểu thẩm mỹ nó sẽ cho ra một cái LED khác nhau, thế nên là nó thực sự không ảnh hưởng. Nó không gây ra sự khác biệt quá nhiều về hiệu năng. Đã từng có những ngày mà RAM LED đã RAM rộng hơn, tại vì nó phải kiểu tốn điện này, xong rồi tốn vị trí để đặt đặt cái LED lên ấy. Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. RAM LED cũng bằng tốc độ cũng bằng với cả RAM bình thường. Nhưng mà nếu mà anh em nhiều tiền thì nên mua RAM LED cho nó đẹp, đúng không? Đấy, còn không sao cả, không có đề gì. Có nhiều loại LED kiểu cầu kỳ màu mè các thứ lắm, rồi ba mặt, bốn mặt hay là chỉ có một mặt nạm kim cương rồi vân sùi các thứ đấy. Cái đấy là nó thuộc về cái gu thẩm mỹ đó rồi, nên nó không còn là liên quan đến cái phần hiệu năng nhiều nữa. Còn cái tản nhiệt thì đúng không? Bây giờ chỉ có hai kiểu, một là kiểu trần ra là không có. Hai là tản nhiệt không LED, ba là tản nhiệt có LED. Đấy thôi. Mà kích thước cũng như nhau, bởi vì khe RAM nào, main nào, cái khe RAM nó cũng bằng nhau. À, đó là một cái quy chuẩn rồi. Còn một cái nữa cần phải tính đó chính là cái chiều cao của tản nhiệt. Tại vì nó sẽ có không tương thích với cả một số cái loại quạt tản nhiệt ấy. Đấy. Ví dụ như những cái quạt tản nhiệt ITX ấy, mà nó kiểu chỉ cho phép được cao tầm này thôi, thì là thanh RAM nó sẽ không vừa. Đấy. Nên là cố gắng chọn những thanh RAM kiểu vừa với cả cái tản nhiệt của bạn nhá. Đúng rồi. Đó. Rồi, nhưng mà thực sự thì việc mà lựa chọn thế đúng không, thì chúng mình có cái gọi là cái tư vấn gì cho anh em không, cái kit RAM nào để tư vấn không? Câu trả lời là rất là khó anh em nhá, tại vì có những kit RAM tốt, có những kit RAM xấu, nhưng mà đa số kit RAM bây giờ đều cắm được vào trong máy của anh em. Nhưng mà nếu mà nói về hãng đúng không, thì mình sẽ có ví dụ như là G-Skill. G-Skill, G-Skill mà G-Skill này, Corsair này, là khoảng tầm cao cấp hoặc cận cao cấp ấy, thì đều sử dụng đó chính là B-Dai hoặc là E-Dai. Đấy, còn với tại sao, có một lý do tại sao mà ví dụ như là chẳng hạn như là Arata này hay là Kingston này, giá RAM có rất là rẻ. Đơn giản là vì họ sử dụng chip của Micron, họ sử dụng chip của SK Hynix. Nó thấp hơn một chút, đời thấp một chút, nó vẫn đáp ứng được nhu cầu của anh em thôi. Nhưng mà nó... chip nó không xịn bằng. Nó không xịn bằng, tức là nó sẽ không khiến cho anh em có thể ép xung tốt bằng này. Có thể là sợ không tương thích với cả những con chip này, main này, vân vân và mây mây. Đấy, rồi. Còn lại thì RAM nó đều ổn cả. Các bạn cứ chọn một con RAM gì đấy, nó phụ thuộc vào ngoại hình các thứ gì đấy, nó phù hợp với túi tiền và cái gu của các bạn là được nhá. Bây giờ nếu đều tốt rồi, đúng không? Đúng rồi. Ok. Có thể nói là bây giờ là RAM gì, cắm gì cũng được. Còn nếu mà thực sự mà chị chỉ quan tâm tới sự chênh lệch của 1-2 FPS ấy, thì chị mới cần phải suy xét quá là kỹ càng ra. Đấy. Mà nó có cần thiết không? À, mắt tưởng đâu có thấy được điều đấy đâu. Trừ khi mình làm cái gì đó liên quan đến test sản phẩm hay gì đấy, đúng không? Ok, đấy, trên đây là những cái ví dụ, những cái kiến thức mà chúng mình đã tổng hợp được và có thể gửi đến cho các bạn, và hy vọng các bạn có một cái nhìn thực sự là đầy đủ hơn về những cái sản phẩm công nghệ. Nói chung là mình được mở mang tầm mắt khá là nhiều, đúng không? Để lựa chọn là thực ra cái này thực ra là mình cũng không giúp các bạn đưa ra sự lựa chọn quá nhiều, nhưng mà ít nhất là giúp các bạn hiểu về cái biết được cái gì cần nên chọn cái gì. Đấy, hiểu được về cái sản phẩm đấy nhiều hơn. Và nếu như trong những số tiếp theo mà các bạn muốn chúng mình làm về những cái sản phẩm như thế nào thì có thể recommend ở dưới comment. Ok, rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em tại phố tiếp theo nha. Ok, bye bye.